Dựa theo tài liệu của Pi Cycle Top đó, đây cũng là một trong những cái tài liệu mà nhiều bạn hỏi thường thường cũng ít theo dõi Pi Cycle Top nhưng mà tài liệu này đó là hiểu cách đơn giản là các bạn thấy đây trên màn hình đó, cái đường màu xanh dương đó chính là giá cả của Bitcoin. Sau đó chúng ta có hai cái đường, thứ nhất là cái đường màu xanh lá cây và thứ nhì là cái đường màu đỏ. Thì cái đường màu xanh lá cây đó là cái đường mà giá trung bình Hàng ngày 350 ngàn qua. Nhưng hai, cái đường màu đỏ đó là cái đường giá trung bình 111 ngàn vừa qua. Thì hiểu cách đơn giản là mỗi lần mà cái đường màu đỏ này xu hướng đi lên, cắt ngang qua cái đường màu xanh lá cây. Thì đó là dấu hiệu của đỉnh. Các bạn thấy được là năm 2017. Khi mà cái đường màu đỏ này đi lên, cắt ngang qua cái đường màu xanh lá cây như các bạn thấy trên màn hình đó. Thì đây là báo hiệu dấu hiệu đỉnh của năm 2017. Và... Lần gần đây nhất chúng ta thấy được là năm 2021 này đó thì cái thời điểm gần đây thường cho các bạn thấy được là thời điểm gần đây đó chính là cái thời điểm tháng 5 của năm 2021 chúng ta thấy hiện tượng này cũng đã xảy ra đường màu đỏ nó đi lên cắt ngang qua cái đường màu xanh lá cây và thời điểm này là cái thời điểm là báo hiệu chúng ta sắp sửa tới đỉnh và sau đó giá thật sự đã đi xuống thì có phải là chúng ta đã coi như xong rồi hay là không nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc bộ tăng trưởng này không phải như vậy các bạn thấy được là năm 2013 đi, đi thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn. thì năm 2013 đó các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này cắt ngang cái đường màu xanh lá cây hai lần liên tục. đây là cái tài liệu cho chúng ta thấy được là hai lần liên tục báo định của năm 2013 và giá cả của định sau cao hơn định trước thì cho chúng ta thấy được là cái pi cycle này đó cũng là một trong những cái công cụ mà nhiều người sử dụng để mà đoán định nhưng mà trên căn bản các bạn thì được là năm 2013 nếu như các bạn tin đây là dấu hiệu đỉnh thì các bạn đã bỏ lỡ cái đợt tăng trưởng thứ nhì của năm 2013 Nhiều người bây giờ đó thì cũng có lòng tin chúng ta còn thêm một đợt nữa cái đường màu đỏ này sẽ đi ngược trở lại và một lần nữa cắt ngang cái đường màu xanh lá cây và đó chính là cái đỉnh kết thúc của một tăng trưởng này Đây là những tài liệu liên quan tới chu kỳ mà 4 năm các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới Nhưng mà nào mà theo dõi Thuận Capital trong một thời gian qua thì cũng đã biết là Thuận vẫn là một người mà tin tưởng vào cái chu kỳ mỗi 4 năm Tại vì sao? Tại vì ngoại trừ những cái thông tin lịch sử ra thường không thể nào mà dựa theo những thông tin mà chưa có để có thể đặt ra những cái nhận định khác được và dựa theo gì mà thường chia sẻ các bạn cũng đã thấy được là thường thì không có nghĩ là chúng ta đã kết thúc của một tăng trưởng này thường có thể sai hay không đương nhiên là có thể đương nhiên là thường có thể sai và cũng đã sai trước đây nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những thông tin nào chúng ta nhìn thấy được và những thông tin có nghĩa như thế nào để các bạn có thêm một cái tài liệu mà thôi đương nhiên thuần tiếp tục đầu tư theo cách của thuần các bạn tiếp tục đầu tư theo cách của các bạn thôi chỉ muốn chia sẻ để các bạn nắm thêm một thông tin mà thôi thì có một cách suy nghĩ khác nữa đó chính là cách suy nghĩ là chúng ta đừng nên quan tâm nhiều quá liên quan tới những cái chu kỳ dựa theo bitcoin bên tại vì này cũng không hợp lý lắm giống như là Ben Cohen nói là chúng ta nên so sánh Bitcoin từ cái mức thấp đến cái mức cao đi, đó mới là một cái chu kỳ. Thì nếu chúng ta làm như vậy đó thì mỗi một chu kỳ rất rõ ràng là các bạn nhìn thấy trên màn hình là mỗi một cái màu này đó là một cái chu kỳ và chúng ta thấy được là màu xanh này là chu kỳ của năm 2011 12, màu cam này là chu kỳ của năm 2013. Màu vàng là chu kỳ năm 2017 và bây giờ màu tím này là chu kỳ hiện tại Thì rất rõ ràng là các bạn thấy được bên dưới này đó là bao nhiêu ngày Thì càng ngày cái chu kỳ nó càng dài hơn nếu chúng ta tính uh, từ cái mức thấp đến cái mức cao Cho nên chúng ta đừng nên quan tâm nhiều đến chu kỳ màu 4 năm như là Thượng mới vừa chia sẻ Đây là suy nghĩ của những bạn nào mà tin tưởng vào cái lý thuyết chu kỳ dài hạn hơn Cái điều thú vị đây đó là Cách đây vài tháng, rất ít người tin tưởng vào cái lý thuyết chu kỳ dài hạn hơn khi mà Ben Cohen là một trong những người mà rất tin tưởng. Nhưng mà sau khi mà giá Bitcoin rớt từ 65.000 xuống còn 30.000 thì nhiều người tin tưởng hơn. Tại vì nhiều người muốn có thời gian nhiều hơn để giá Bitcoin có thể học phục lại. Thì bây giờ nhiều người đã tin tưởng hơn về cái lý thuyết chu kỳ dài hơn này. Thì đối với lại Ben Cohen thì chúng ta cần phải nhìn chung cả thị trường này Chúng ta thấy được là tình hình bây giờ đó thì càng ngày chúng ta càng có thêm nhiều quỹ đầu tư tham gia vào Như là công ty Newberger Berman đã điền đơn để có thể đầu tư khoảng chừng 5% Cái tài sản của quỹ đầu tư vào crypto thông qua hợp đồng tương lai và quỹ Bitcoin ETF của Canada Chúng ta thấy được là bây giờ rất nhiều công ty lưu trữ Bitcoin thường đã chia sẻ rất nhiều với các bạn Công ty lên sàn chứng khoán cũng có, công ty tư nhân cũng có à, Những quốc gia cũng có, những quỹ đầu tư ETF cũng có Chúng ta được là ngoại trừ lưu trữ của họ cũng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ cho nên càng ngày chúng ta lại càng có nhiều những công ty lớn tham gia vào và khi mà giá cả đi xuống từ 65 tới 30 đó thì một điều chúng ta thấy rất rõ ràng là đương nhiên có một số những công ty họ bán một phần Bitcoin của mình nhưng mà sự thật thì những công ty lớn đó Chúng ta không nghe nói tới tài liệu là họ bán Nhưng mà chúng ta lại không có tiếp tục nghe nói Tới những công ty mới hơn Đầu tư và tiếp tục thu mua Bitcoin Nhưng mà đối với Ben thì Chúng ta cần nên suy nghĩ đến là Trong vòng 6 tháng tới đây Có thể chúng ta thấy càng ngày Càng nhiều công ty tham gia vào Sự quan tâm đến Bitcoin càng ngày càng lớn hơn Thì chu kỳ nó sẽ tự nhiên dài ra Đó là chu kỳ dài hạn Thì đối với Ben Cohen thì vẫn tiếp tục tin tưởng là giá Bitcoin sẽ lên tới 6 con số qua 0, 100 000 đô Nhưng mà không phải là trong năm nay Có thể là chúng ta sẽ kéo dài qua tới năm 2022 Tại vì chúng ta thấy được là càng ngày chu kỳ càng dài Tại vì càng ngày thị trường càng lớn hơn, nhiều người quan tâm hơn Và sẽ có sự trì hoãn khi mà những người mới tham gia vào thị trường này Điều đó làm cho kéo dài thị trường ra Các bạn nghĩ sao? Các bạn tin vào lý thuyết nào? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới Thì Đối với năm một chuyện những điều rất là quan trọng Các bạn tin vào lý thuyết nào cũng vậy Điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến Đó chính là cái sức mạnh Của những cái HODLers Những người mà lưu trữ dài hạn đó Các bạn thấy được là thống kê ngày hôm qua đó, Của Will Clemente là 83% Của số lượng Bitcoin không di chuyển Ít nhất 3 tháng 70% đã không di chuyển trong ít nhất 6 tháng Nên là chúng ta có số lượng lớn Bitcoin Đã không di chuyển từ 3 tới 6 tháng rồi Và cái số lượng Bitcoin này Đã không di chuyển mặc dù là giá cả đi từ 65 xuống còn 30 ngàn Từ 30 lên tới 48 ngàn Ở thời điểm hiện tại vẫn không di chuyển Nhiều người muốn biết đỉnh của Bitcoin là bao nhiêu Nhưng mà Bitcoin mức thấp nhất là bao nhiêu mới là quan trọng đối với Thuận Tại vì đây là dấu hiệu cho chúng ta thấy được đó holders đang mạnh như thế nào Tại vì các bạn thấy được là những người mà FOMO vào ra Những nhà đầu cơ có thể họ FOMO vào để mà đẩy giá lên cao Nhưng mà khi mà giá đã nguội lại và các bạn thấy được chúng ta đã thấy giá điều chỉnh đi xuống thì chính những người ho sẽ những người mà sẽ giữ giá đây là những người mà sẽ có mua liên tục không bán và họ lưu trữ dài hạn đây mới là những người mà có thể tiếp tục giữ giá và miễn là chúng ta thấy được nhìn vào lịch sử Bitcoin đi thì các bạn thấy được là cái đáy của Bitcoin Nó ngày càng được nâng lên Có nghĩa là chúng ta càng ngày càng thấy nhiều hot dollar hơn Tin tưởng dài hạn Cho nên cái mức thấp của Bitcoin Nó càng ngày càng được nâng lên Giống như các bạn thấy được là trước đây mức thấp là 200 đô Sau đó cái mức thấp đó là nâng lên khoảng một 000 đô Rồi tới 3.000 đô Và trong cái đợt tăng trưởng này Cho dù là chúng ta thấy giá lên cao cái mấy đi nữa Thì chúng ta cũng có thể là Thấy một cái sự xuống mạnh Từ cái mức đó chúng ta muốn thấy Là cái mức giá thấp nhất cao hơn là năm 2018 nghĩa là cao hơn là 3.500 đô đó là một trong những điều mà khiến cho thường có lòng tin về thị trường này là càng ngày cái mức thấp cái được nâng lên càng ngày càng có nhiều người tin tưởng dài hạn hơn vào thị trường này và những nhà đầu tư lâu dài đó các bạn thấy được là họ rất có lòng tin vào những cái mô hình à, và vì lý do đó đó những mô hình này đó xưa giờ chưa có cho họ có sự thất vọng cho nên họ tiếp tục có lòng tin lưu trữ cho nên mỗi lần mà chúng ta nói tới đây là một cái bô trap hay là thị trường này thực sự đã đi vào mùa đông crypto rồi chúng ta sắp sửa thấy đi xuống thì không chỉ đơn giản như vậy các bạn hiểu được nếu như mà thực sự chúng ta bắt đầu đi vào mùa đông crypto từ thời điểm này đó là một cái sự thay đổi rất là lớn là những mô hình mà những người hodlers như là thuận và nhiều bạn tin tưởng đó, đã không còn là đúng sự thật nữa thì điều này sẽ có sự thưởng rất lớn chứ không có đơn giản chúng ta chỉ đi về mùa đông điều này sẽ làm cho rất nhiều hoa lợi có thể làm mất lòng tin với những mô hình này giống như các bạn thấy được những mô hình mà nhiều người tin tưởng bao nhiêu năm nay như là mô hình stock to flow uh, của plan b hay là chúng ta nhìn vào những cái mô hình như là nupl thì chỉ số nupl bây giờ bạn được là lâu rồi chúng ta không nhìn vào chỉ số này chúng ta đã đi vào cái dùng màu xanh lá cây một lần nữa dùng màu xanh lá cây này là cái dùng hy vọng thì mỗi lần mà chúng ta thấy được là có dấu hiệu màu xanh dương xuất hiện đó chính là dấu hiệu đỉnh đợt này chúng ta vẫn chưa thấy cho nên rất nhiều hoa lời vẫn tiếp tục tin tưởng là chúng ta chưa thấy đỉnh của đợt này và nếu như mà đi theo mô hình này đó thì chúng ta sẽ thấy cái màu xanh dương xuất hiện vào khoảng 90.000 đô những mô hình khác mà nhiều người tin tưởng giống như là những cái chỉ số như là cái bạn thấy được chúng ta nhìn vào All holder Ratio thì chỉ khi nào mà cái đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ chúng ta mới có dấu hiệu kết thúc mùa tăng trưởng giống như là năm 2011, giống như năm 2013, giống như năm 2017. Đợt này vẫn chưa có. Chúng ta nhìn vào Pure Multiple thì cũng tương tự, vẫn chưa có dấu hiệu là đường màu vàng này đi vào dùng màu đỏ. Chúng ta nhìn vào Market Cap cho Tomo Cap thì cũng tương tự các bạn sẽ thấy được là chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu đường màu vàng này đi vào màu đỏ đây là những cái dữ liệu mà những người mà đầu tư dài hạn họ rất là quan tâm và họ tiếp tục thu mua tiếp tục tích lũy dài hạn vì cái lý do đó sức mạnh của họ đô lời đó là một trong những điều mà mình thường nghĩ là nhiều người có thể là không hiểu hay là đã đánh giá quá thấp nhưng mà nếu như mà thật sự là chúng ta thấy được là giá đi vào mùa đông từ mức này và 65.000 đô la đỉnh thì tôi nghĩ là sẽ làm lung lay lòng tin của một số hodlers tại vì những người đầu tư dài hạn đó thì họ tin tưởng vào cái lập luận đầu tư của họ liên quan tới lạm phát họ tin tưởng vào những cái mô hình chẩn đoán giá dài hạn của bitcoin và những cái người đầu tư dài hạn đi họ không có ngần ngại lưu trữ lâu dài chỉ cần là lập luận tại sao họ đầu tư vào trong thị trường này vẫn còn có hiệu lực thì họ sẽ tiếp tục lưu trữ và tiếp tục hodl tiếp tục thu mua thêm và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là như mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà đăng ký vào sàn Bybit và các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng để đăng ký vào trục tính thị trường nếu như các bạn có thú muốn tìm hiểu thêm hay là những sàn khác như là sàn Ascend EX và sàn Phái sinh Moon XBT, hai sàn này đều đang có bonus. Và những mai nào ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase và những ứng dụng khác như là BlockFi hay là CryptoCoin. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!